Note 20 5G, hành lý là 3,750 triệu. Con này là con đầu tiên nè. Còn con thứ hai á sẽ là LG V50, hành lý là 1,850 triệu mọi người. Hôm nay cũng có một con Samsung Tab nè, 1,850 triệu nha. Nói chung là hôm nay sẽ bởi một số máy mọi người, như là S22 Ultra. Đây, S22 Ultra được 3 con. Và một số dòng máy chính hãng như M51 nè, Redmi Note 11S nè, Reno 10 máy mới mọi người. Đây, Reno 10 máy mới cũng mới về thêm. Bên em bán thì có hỗ trợ trả góp, không cần trả trước nha. Trả góp thì mọi người phải đến cửa hàng, không làm hồ sơ trả góp online được. Thì mấy con Reno 10 này á là bảo hành chính hãng tại Việt Nam mọi người. Đó, đây là phiên bản chính hãng Việt Nam nha. Đó, bảo hành 12 tháng chính hãng nha mọi người. Cái này máy mới chưa có kích hoạt. Rồi. Đầu tiên sẽ là một con Note 20 5G cho người nha. Thì con này sẽ bán cho người á. Xin chào anh Tài Phan nha. Note 20 5G em bán là 3,750 triệu. Tình trạng là full chức năng mọi người, như là camera nè, đây góc rộng. Đó, X1, X3. Con này zoom á là được 30x mọi người thấy không? Rất là rõ nét nha. Còn đây sẽ là camera selfie mọi người. RAM sẽ là 8GB nha. Bộ nhớ sẽ là 128GB. Đây RAM 128GB. Đây là phiên bản 2 SIM, 1 eSIM và 1 SIM vật lý mọi người. Ngoại hình này còn cũng rất là đẹp nha người. Mọi người xem con nó nè. Mọi người thấy không? Ngoại hình em thấy còn khá là đẹp nha. Đây. Ok cho mọi người. Màu đồng. Cái viền á là còn rất là đẹp luôn. Nhưng mà cái lưng của nó thì nó bị nhăm. Cái này do sợi ốp nè. Nó bị hằn vô luôn mọi người. Đó mọi người thấy không? Do sợi ốp nó bị hằn vô luôn nè. Ok chưa? Em quay khá là kỹ luôn. Cho mọi người xem cho dễ hình dung nha. Đó. Tình trạng con này á là màn hình nó bị ám mọi người. Mọi người thấy không? Nó bị ám nè. Vô nền trắng nó sẽ thấy ám nha. Còn nền tối thì nó sẽ không thấy ám mọi người. Bây giờ sẽ chỉnh nền tối cho người xem nha. Đây. Nền tối. Mọi người thấy không? Không thấy châu ám mà luôn. Đó. Ok cho mọi người. Em bán con này á là 3,750 triệu nha. Chỉ bị ám thôi. Con này ám vừa mọi người. Mọi chức năng khác đều hoạt động bình thường. Ok nha. Rồi. Con đó là chip Snapdragon á là 865 mọi người. Tiếp tục là một con hàng hành lý nha. Anh Huy có thể chỉ đường cho đi đường cho đi đến shop mua trả góp được không anh? Anh Minh Tiểu Hồ nè. Địa chỉ em có để bên dưới mọi người. Mọi người đọc địa chỉ giúp em nha. Sạch Google giúp em. Tại vì em đâu có biết anh ở đâu đâu mà em chỉ thấy địa chỉ. Ok chưa? Rồi, con này sẽ là một con LG V50. Màn hình á là 2K. Em bán cho người là 1,850,000. 1,850,000. Mọi chức năng cũng đều hoạt động bình thường. Đây con này màu đen. Đó. Màu đen nè. Ok chưa? Ê gớt sắp luôn. Nó bị lọt xuống điện thoại. Đẹp xíu mọi người. Đây, em sẽ quay trước ngoại hình nè. Em thấy là còn khá là ổn nha. Đó. Bên trên nè. 1,850,000. Có cái màn hình độ phân giải á là 2K để chỉnh màn hình sáng lên các người. Nó còn có 5% pin nè. Đây. Màn hình độ phân giải á là 2K mọi người. RAM là 6GB, bộ nhớ là 128GB. Camera của nó mọi người. Đây. Zoom là sẽ được 10x nha. Mọi người thấy không? Đó. Zoom là được 10x. Ok chưa? Quá là gọn nét luôn. Còn đây sẽ là camera selfie nha. Tình trạng con này á, con này là chạy chip Snapdragon á là 855 mọi người. 855 nha. Con này thì cũng bị lưu ảnh luôn. Mà cái nó cũng hơi nhẹ xíu, em cũng thấy rõ. Đây nó bị lưu ảnh dưới đây nè. Đây nó bị lưu ảnh dưới đây nè. Đó, em quay nhìn theo cái ngón tay của em mọi người. Nó chỉ bị lưu ảnh đây thôi nha. Rồi, cái này bị lưu ảnh mọi người. Em bán là 1,850,000 nha. LG V50. Ok nha mọi người. Máy bình thường em cũng có nha. Máy bình thường con đó em cũng có nha mọi người. M51 đi anh Huy. Dạ ok luôn anh Hiếu Trung ơi. M51 em có được một con màu trắng nè. Thì M51 á, con này sẽ là chạy chip Snapdragon á là 730. RAM là 8GB. Bộ nhớ á, sẽ là 128GB mọi người. Màn hình là AMOLED nha. AMOLED luôn mọi người. RAM 828. Kích thước màn hình sẽ là 6.7 inch. Con này á đặc điểm nổi bật á là viên pin là 7.000. Mọi người không? Pin 7.000 nè. Đó, hai SIM chính hãng nha. Màu trắng thì cũng còn khá là ok mọi người. Mọi người thấy máy không? Quá đẹp luôn nha. 3,950,000 nha. M51 mọi người. M51 nha. 13 Pro sạc ít em không có rồi. 13 Pro mắt. SE 2022 em không có nha. SE 2022 á em thấy là nên nhập SE 2020 mọi người.
tại nó trên tiền cao quá mà nó cũng chức năng, nó cái màn hình nó cũng nhỏ mọi người. Nếu mà chiếc Oppo A13 Bionic đó, thật sự là mọi tác vụ mà trên SE 2020 đó là mọi người đủ xài à. Chứ không cần đến lên đến đời 3 mà nó giá nó cũng cao nữa. Đó, nó đang không có nhập. Tại vì thật sự là SE mọi người mua đó là đa số là xài máy phụ mọi người. Máy phụ thôi. Chứ mà SE mà xài máy chính thì màn hình nó nhỏ quá. Kích thước màn hình có 4,7 inch thôi. Đó, xài máy chính thì không được. Đây là hai con S10 Plus, em nói nhầm, S10 Plus bản 2 sim chính hãng. Hai con, một con màu xanh. Đây. Một con màu xanh và một con màu đen. Cái này là bản chính hãng Việt Nam nha. Được 2 sim mọi người. Đây em sẽ cho mọi người xem. Cái này được 2 sim. Đó, kích thước màn hình sẽ là 6,5 inch, có vân tay nằm trong màn hình luôn. Cái sim 1, cái sim 2 mọi người thấy không? Đó, hai máy khác nhau là bản chính hãng nè. RAM 8GB, 4128GB. Đó. Con này thì màu trắng nha, màu xanh mọi người. Màu xanh nha. 4,4 triệu mọi người. 4,4 triệu, hai sim chính hãng. Màn hình 2K cộng. Con này cũng 4,4 triệu luôn, con màu đen. Hai con đều là bản chính hãng hết, RAM 828GB hết nha. Ok nha mọi người. Đó. Rồi. Chốt LCV50, mọi người chốt hàng mọi người gọi số điện thoại giúp em nha. Đó, em có 3 số điện thoại nè. Số đầu tiên là 077 469 683 hoặc là 0703 747474 và 06 con số 8 74. Người số đầu tiên không được gọi số 2 hoặc số thứ 3 nha mọi người. Đó, số tài khoản của em á chỉ sử dụng một số tài khoản duy nhất thôi nha. Hà Quốc Minh, Vietcombank 97 168 5 con số 9. Người mọi số tài khoản khác đều là lừa đảo nha. Đó, đều là lừa đảo hết nha mọi người. Rồi, tiếp tục là hai con Redmi Note 11S. Con này sẽ là camera là 118 megapixel. Đó, đây Redmi Note 11S nha. Màn hình là 90Hz, màn hình là AMOLED luôn mọi người. RAM là 8GB nè, bộ nhớ là 128GB. Đây 90Hz nha. Đây RAM 8GB nè, bộ nhớ là 128GB, màn hình 90Hz. Máy thì còn rất là đẹp nha mọi người. Đây mọi người xem nè. Đó, còn rất là đẹp luôn. 3,4 triệu nha. Em có được hai con. Hình như con chip này Helo G96. Em coi thử có phải không. Hình như em nhớ là chip Helo G96 mọi người. Không có ghi à. 3,4 triệu nha, hai con. Rồi, tiếp tục là một con Note 10 hành lý nè. Note 10 hành lý nha, 3,550,000. Samsung Galaxy Note 10, con này là hàng hành lý. Đầu tiên con này á là màn hình sáng đẹp, không ám ố, không lưu ảnh và không bị đớm nha. Mọi người xem nè. Đó. Màn đẹp nha. Em bán là 3,550,000 mọi người. Màn quá đẹp luôn. Mọi người thấy không? Máy nè. Con này sẽ là chạy chip Snapdragon á là 855 mọi người. Đó, 855. RAM 8GB, bộ nhớ là 26GB. Full chức năng không lỗi gì hết nha, như là camera. X1. Đây. Con này zoom được 10x mọi người. Đó, zoom được 10x nha. Còn đây sẽ là camera selfie, có vân tay nằm trong màn hình luôn. Con này là bản Mỹ, sẽ là chạy chip Snapdragon á là 855 mọi người. Tình trạng con này á là không lỗi gì hết, nhưng mà màn hình này màn hình zin, nhưng mà đã ép kính rồi nha. Màn hình zin nhưng mà đẹp kính rồi. Có sao mới vậy mọi người. Đó, 3,550,000 nha. Rồi, tiếp tục là một con S21 Ultra. Tình trạng em báo rất là rõ mọi người. Thật sự mấy cái hàng ép kính á, đây như con hàng này nè, Note 10 á, bảo đảm mọi người đi mua không biết ép kính luôn. Tại vì mọi người nhìn ngang vậy nè, nó không bị rợn sóng mọi người. Thường ép kính á là sẽ thấy bị rợn sóng không, nhưng mà con này là không thấy luôn nha. Thật sự con này em bán á cho mấy trên chợ tốt hay là gì đó là chắc chắn là người ta mua lầm chắc luôn rồi. Đó, mọi người định nghiêng nè, không khác gì một con màn hình zin luôn. Đó, cái này em trừ coi như là em sẽ tốn tiền để ép kính thứ nhất nè, em trừ xuống hàng zin á là gần 1 triệu nha, 800,000 nha. Tổng cộng em là xuống con giá con này á là khoảng 1,2 triệu mọi người. Đó, nhưng mà bên em thì có sao có vậy thôi, hàng ép kính thì em nói ép kính nha. Này mọi người nhìn nè, nhìn nghiêng là không rợn một sóng luôn, không lượn sóng luôn.
thường mấy cái máy mà nó dùng Samsung AMOLED đó mọi người, đó như là mấy cái màn hình công AMOLED nha, đó là mọi người ép kính đó, nó sẽ bị rợn sóng, nhưng mà con này không thấy bị luôn, ok chưa? 3,5 triệu thôi. Con đó mà đi bán cho tốt chắc chắn là sẽ được, người ta không biết ép kính mọi người, thật sự nha. Rồi S21 Ultra 5G, con này là bản Việt Nam 2 SIM, khai SIM 1 và khai SIM 2, đó là bản chính hãng nha. RAM là 12GB, bộ nhớ là 128GB. Con này em bán là 9,5 triệu nha, 9,550,000. Đây, trước máy em thấy cũng còn khá là ổn nha, tầm khoảng 98%. Đó, 98%. Ok chưa? Nhiều gỗ nha, những con máy này bên em bán cho người á là trả góp, không cần trả trước mọi người, nó chỉ bị nhăm ở dưới li ti nha, đó tầm khoảng 98%. 9,5 triệu S21 Ultra. Còn bản Mỹ bên em sẽ bán rẻ hơn nha, bản Mỹ thì được chip Snapdragon 888 thứ nhất, thứ hai sẽ là trả được 2 SIM luôn, đó một eSIM và một xe quản lý, em bán là 8,550,000 nha. S22 S23 đi anh. S22 Ultra thì em đang có nè. Đây, S22 Ultra RAM 12GB, bộ nhớ là 256GB, 13,9 triệu. Đây, 13,9 triệu nha. S22 Ultra. Khai SIM 1, khai SIM 2 là bản chính hãng mọi người. RAM 12, bộ nhớ là 256GB. Đây, RAM 12 và 256GB. Em bán là 13,9 triệu nha. 13,9 triệu. Con này chắc khoảng 9,7,9,8 thôi mọi người. Đó, 9,7,9,8 thôi nha. 256GB luôn. Nói chung nó không bị xước nha mọi người. Nó cũng có bị xước nha. Bản Việt Nam 2 SIM. Ok. Tiếp tục là hai con S22 Ultra. Con này là 12,8 triệu mọi người. 12,8 triệu nha. S22 Ultra hai con luôn. Con này cũng là bản 2 SIM nha, nhưng là một eSIM và một SIM vật lý mọi người. Đây, một eSIM và một SIM vật lý nha. RAM là 8GB, bộ nhớ là 128GB. Giá bán là 12,850,000 mọi người. Đó, 12,850,000 nha. S22 Ultra. Máy con này cũng khoảng 98% mọi người. Này dán viền bảo vệ camera nha. Hai con đều giống nhau luôn. Này, con này thì viền ở dưới thì đẹp nè, nhưng mà nó bị phẩy ra xíu mọi người không? 12,850,000 nha. Trên đây thì đẹp. Ok. Còn đây là Note 10. Note 10 bản Việt Nam 2 SIM. Đây, khai SIM 1, khai SIM 2, bản chính hãng 2 SIM nè. RAM 8GB, bộ nhớ là 256GB. Em bán con này là 4,6 triệu nha. 4,6 triệu mọi người. Nha. Giá thị trường S21 Ultra khoảng 3 triệu. Có không em mua một... Nếu mà anh có S21 Ultra, máy như em là thổi cần máy đẹp ken luôn. Em nói thật sự luôn, anh Trần Tiên. S21 Ultra. Đây, mua được 7 triệu đúng không? S21 Ultra ngoại hình cỡ như em thôi, khoảng 97-98 thôi. Em hứa dám chắc với anh luôn á, em mua khoảng 100 cây hoặc là 200 cây. Có bao nhiêu em mua hết. Nếu mà bạn chính hãng Việt Nam 2 SIM nha. Đó. Anh nói giá thị trường S21 Ultra khoảng 7 triệu. Giá bán cao. Bây giờ đơn giản thôi. Anh nói anh mua được 7 triệu phải không? Cứ đem qua em. Máy khoảng như em thôi nha. Em trả anh 7,5 triệu. Có bao nhiêu mua bao nhiêu. Đó. Anh lời một cây được 500.000. Ok chưa? Anh Trần Tiên nè, một cây anh lời được 500.000, máy đúng như em thôi, không cần đẹp ken, nó bị chấm li ti cỡ gì nè. Hả, em mua cho anh á, anh mua 7 triệu phải không, em cho anh 500 nữa là em trả cho anh 7,5 triệu. Đó, anh kiếm bao nhiêu cây em mua hết bao nhiêu cây. Ok chưa? Ở đâu mà có S21 Ultra 7 triệu? Hồi đó bây giờ anh nói có 7 triệu phải không, cứ đem qua đem đi, một cây anh lời được 500.000, bao nhiêu mua hết, khỏi nói nhiều.
Còn bản Mỹ thì bán rẻ hơn, bản Mỹ thì 8,5 triệu. Còn anh nói S2 móc Ultra bản Việt Nam 2 sim với 7 triệu qua đây em cứ mua hết, có bao nhiêu cây em mua hết. Một cây anh lời được 500 nghìn, 10 cây anh lời được 5 triệu rồi, 100 cây á là được 50 triệu. Đó, em dám chắc là mua anh 100 cây đến 200 cây. Đơn giản vậy thôi. Samsung Tab A7 Lite nha, RAM 3GB, bộ nhớ là 32GB, 1.850.000. Đó. Đây. 1.850.000. Đang coi vô pha con này RAM bao nhiêu. A7 Lite sử dụng được sim mọi người. Đó, RAM là 3GB, bộ nhớ là 32GB nha. 1.850.000. Ok. Tại vì anh có bình luận vô lý, nói là shop này bán cao, S2 Ultra mà chỉ có 7 triệu là thật sự là quá là vô lý mọi người. Giờ cứ có là được cây 500 nghìn thôi, khỏi nói nhiều. Chứ em cũng không đôi co. Anh có thì em lời một cây 500 nghìn thôi. Thì đó, ngoại hình cứ như em thôi. S2 Ultra cỡ 98% thôi cũng được, không cần ghen luôn, thật sự nha. Đó, anh đem đúng 100 cây anh trả đúng đúng chất lượng như bên em nói. Đó, em trả anh một cây 500 nghìn, 100 cây em chốt 100 cây là anh có 50 triệu. 13 Pro bản Việt Nam nha, 128GB mọi người. Pin á là còn 89%. 15.200.000 nha, con này pin là 89 nè, màu xanh. Nóng vậy em đâu có nóng mà tại vì em thấy bình luận quá vô lý mọi người. Em thấy Ultra mà đi mua 7 triệu thật sự là không có. Đó, bây giờ có, nếu mà có thì em mua lại, đơn giản vậy thôi chứ không quá nóng. Em là người kinh doanh mà bỏ tiền ra thì em mua, nếu mà đúng giá đó tốt thì em mua lại thôi, đơn giản mọi người. Đúng không? Mà làm gì có, trời ơi làm gì mà có được. Con này khoảng 9798 mọi người. Em bán là 15.200.000 nha. Bên em bảo hành cho người là 3 hé màu đỏ 1 nha. Lỗi là đổi mọi người, nhưng mà bên em không bảo hành gây nước cứng đớm vào màn hình mọi người. Đó có sao có vậy nha. Vivo Y22 RAM 828GB 3.150.000. Này. Con này hai camera to, nhưng mà cái mắt cam thì nó không to. Đó, hai camera to nhưng mà mắt cam không to nha. Mới tắt nguồn mở lại hãy nhìn. Để vô coi thử cái con này vậy. RAM là 8GB nè, kích RAM đồ ảo được 8GB nữa. Chạy chip Snapdragon á là 680 nha. Như con này có màn hình tần số quét. Em coi coi nhiêu hẹn. Con này màn hình 60 hẹn thôi mọi người. 3.150.000 nha. Chắc nhầm S2 mốt lút. Oppo Reno 7 4G mọi người. RAM 828GB, em bán là 3.950.000 nha. Con này máy đẹp nè. Đó. Lưng thì giả da mọi người, lưng này lưng nhựa nha, mua nhà giả da. Máy thì gần như em thấy khoảng đây. Quá đẹp mọi người. Đó, quá đẹp mọi người. Con là màn AMOLED mọi người, màn hình là AMOLED nha, con này 4G, Geno 7 4G, RAM 8GB, bộ nhớ 128GB. Máy gần như là 99 rồi. 3.950.000 nha. Rồi tiếp tục là hai con Oppo A57. Đây. Oppo A57. RAM 4GB, bộ nhớ sẽ là 64GB, chip Helio G35 nha. Con này sẽ bán giá là 2.4 triệu. Đó, 2.4 triệu. Đây. Em có được hai con, máy đẹp nha mọi người. Con này bài chính hãng. Samsung A Quantum 3 3.950.000. Đây. A Quantum 3 mọi người. Con này là M53 5G bản chính hãng á. Con này 3.950.000 nha. Màn hình là AMOLED mọi người, pin là 5000 nè. RAM á là 8GB, bộ nhớ là 128GB. Có tần số quét màn hình là 120Hz luôn nha. Đây, màn hình 120Hz. Ngoại hình này khoảng 98%. Tầm khoảng 98%.
4 camera mọi người, 3.950.000 nha. Đó, để vô camera cho người xem. À, Quantum là bản hàng mọi người, nếu bản chính hãng là M53 5G. Này. Zoom được 10x. Màn AMOLED nha mọi người. Đó, màn hình AMOLED luôn. 3.950. Tiếp tục là hai con Mi 11T, RAM 8 256GB, 4.3 triệu. 4.3 triệu, con này là chạy chip Dimensity á, là 1200 nha. Màn hình 120Hz. Đây, RAM là 8GB. Bộ nhớ là 256GB mọi người. Màn hình tần số quét là 120Hz nha. Chip Dimensity á là 1200. Camera sẽ là 108MP. 4.3 triệu mọi người. 4.3 triệu nha. Em có được hai con. Máy đẹp mọi người. 4.3 triệu. Hôm nay đa số thì không có em phone mọi người, đa số là máy dòng tầm trung, các bạn chính hãng thôi. Oppo Reno 10. Em tặng một lo với một cái massage nè. Đó, một cái lo với một cái massage cổ. Con này phiên bản là RAM 8 nè. RAM 8 256GB chưa cua siêu nha. Đó, bản chính hãng hiện tại đang bán ở thị trường là khoảng 11 triệu, còn thiếu 10.000 đó là 11 triệu mọi người. Con này em tặng quà sẽ bán giá là 9.550.000 nha. Được bảo hành chính hãng đó mọi người. Được bảo hành chính hãng nha. Thị trường đang bán máy mới là 11 triệu mọi người. Con này cũng là máy mới thôi, cũng được bảo hành chính hãng luôn nha. Cũng có quà tặng luôn. Đó, 9.550.000 nha. Reno 10 5G. Thì con này Reno 10 5G, nếu mọi người không lấy quà em sẽ trừ ra 500.000. Đó. Nếu mà không lấy quà sẽ trừ 500.000 nha mọi người. Đó, 500.000 cả nha. Thì Reno 10 nó sáng vậy nè. Thật sự là Reno 10 này máy mới thôi mọi người, chỉ khui hộp cái thôi nha. Đây. Đó. Rất là đẹp. Năm nay là màn hình cong mọi người. Năm nay là màn hình cong nha, chưa mở nguồn. Đó. Ok chưa? Nếu mọi người không lấy quà em sẽ cho gửi 500.000. Xíu bỏ vô sao mọi người. RAM 8 256 GB cho mọi người chứ mà phải là RAM 8 128 GB. RAM 8 256 là đang bán gần 11 triệu máy mới á. Thị trường đang bán máy mới là gần 11 triệu nha. Đây, RAM 8 256 GB nè. Đó. Mấy con này trả góp thì không cần trả trước. 9.550. Đây lên cho người một con kèo này cũng khá là ok. F10E. Nói chung là con này ghi ám, thật sự là không thấy ám đâu mọi người. Không. Tại vì nó nhỏ quá, nó bị lưu ảnh một xíu à. Đây. Mà chắc cái này khó thấy mọi người. Biết thấy không ta? Rồi mọi người nhìn ngay chữ K mà chắc chắn không thấy rồi, tại vì nhẹ quá mọi người. Nên nó sẽ dán bụi đây nè, để cho mọi người biết là ở đây nó có ám. Đó. Rồi. Mấy chỗ này thì đẹp. Em bán là 2.450.000 nha. 2.450.000. Máy thì rất là đẹp. Này. Con này RAM 6GB, bộ nhớ là 128GB nha. Chạy chip Snapdragon á là 855 mọi người. Galaxy S10e 2.450.000, full chức năng. Có góc ngọng F1 mọi người. Đó, 2.450, RAM 628. Ok nha mọi người. Còn Note 20 5G. Đây. Mấy con này em sẽ bán cho người á là 4.050.000. Đây con này nè. Thật sự là nếu mà nói lỗi thì không thấy lỗi mọi người. Tại vì nó ám quá nhẹ. Đó, nó dán đây nè mọi người không? Nó dán sẵn nè. 4.050.000 nha. Có làm hồ sơ trợ cấp online không anh? Dạ không có anh Bùi Thanh Đạt ơi. Bên em trả góp là phải đến cửa hàng nha. Có ai nhắn tin trả góp online là lừa đảo hết mọi người. Đó, nghe cái khúc này đổ lên nè mọi người. Hay là nghe cái mũi tên nó chuyển mọi người không? Thật sự là nhẹ quá nên không thấy được. Vỏ con này thì em thấy cũng còn khá là ổn nha. Không hiểu sao mà nó thay mua con nào cũng bị chạy khúc này mọi người. Chắc người ta sẽ ốc lưng người ta cà qua cà lại hay sao. Lúc nào cũng bị chạy khúc này á. Đó, không phải bị chạy mà nó bạc màu mọi người. Nói cho kia không bị đâu mọi người không? Máy này không bị cứng nha. Không bị cứng mớp nha mọi người.
bên trên còn siêu viền luôn mọi người thấy không? Đó, bên trên này còn siêu viền luôn. 4.050.000 nha. Nó 25G, 2 SIM mọi người. 1 eSIM và 1 SIM vật lý nha. Con này ám nhẹ quá nên không thấy được. Nhưng mấy con này không ám là em bán đến 5.150.000. Nhưng mà bây giờ ám mà khó thấy nha, mà em cũng phải ghi ra mọi người không? Đó, thôi có sao có vậy đi. Chưa đến 1 triệu mấy được mọi người. Đây 2 SIM, 1 eSIM và 1 SIM vật lý nha. RAM 828GB, màu đen. Màu đen mọi người. Cũng giá vậy luôn nha. Còn màu đen này cũng rất là đẹp mọi người thấy không? Quá đẹp luôn. Còn thêm một cây nữa, đến 3 cây là mọi người. Tổng cộng là 4 cây. Đây con này bị ám nhẹ khúc này nè. Đó. Nó phân dùng cái ba hành điều hướng nè. Ba phím điều hướng nè mọi người thấy không? Nó phân dùng khúc này nè. Đây. Nói chung ngoại hình em thấy là còn rất là đẹp không mọi người. Chỉ bị ám nhẹ thôi nha, ba con luôn. Có ghép Magic 6 Pro không anh? Dạ không có anh Kim Khải ơi. Tiếp tục là một con Redmi Note 12, RAM 828GB. Đây, Redmi Note 12. RAM 8GB, bộ nhớ là 128GB, màn hình là 120Hz nha. Năm nay thiết kế màn hình sẽ là 6.6 inch hay 6.7 inch, quên mất tiêu rồi ta. Nói chung màn hình khá là to, 3.850. 3.850. Lên lại Mi 11T ha, ok luôn ha. Này. Mi 11T RAM 8 256GB, 4.3 triệu. Cái giá hôm nay quá là hơn mà mọi người. Giá này là quá hơn mà thật sự luôn á. Khoảng 1 tháng trước là 5 triệu mấy. Máy đẹp không nha. Chip là Dimensity 1200, màn là AMOLED mọi người. Tần số quét màn hình là 120Hz nha. Đây. RAM 8 mà 256GB nữa. Camera sẽ là 108MP. Nói chung camera của Xiaomi thì thật sự là không được đẹp nhưng mà cũng chấp nhận được thôi. Chấp nhận được không mọi người? 4.3 triệu. Samsung A13 RAM 428GB, 2.6 triệu. Rồi. A13. Pin là 5000. RAM 428GB, 2.6 triệu nha. Cái này bạn chính hãng báo giá thôi. Samsung A70 RAM 628GB cũng là 2.6 triệu luôn. Con này màn AMOLED nha mọi người, có dương tay trong màn luôn. Đây. Hai SIM chính hãng, pin là 4500. 2.6 triệu nha. Samsung A52 5G. Con này chip 750G mọi người. Hai SIM nha. Pin là 4500, màn hình 120Hz. RAM 828GB. 3.850, có màn hình 120Hz luôn nha. Samsung A51 mọi người. Con này hai SIM chính hãng nha. Pin á là 4000. RAM 8 RAM 628GB, màn hình là AMOLED luôn, 2.8 triệu. Mấy con này báo giá không mọi người. Samsung A04 RAM 464GB, 2.250 triệu, cũng là hai SIM chính hãng. Này, Samsung A04s pin 5000, RAM 464GB, 2.250 triệu. 2.250 triệu. Cho xem là A52. Anh chị Hu Hiến hay là anh Hu Hiến không biết luôn. Đây, con A52 nha, 3.850.000. Ngoại hình em thấy cũng còn khá là ổn nha mọi người. Chắc khoảng 97-98 thôi. Mà em thấy là không bị cứng nè, thứ nhất là không bị rớt. Đó. Không bị rớt mọi người. Chỉ bị chày nhăm 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 thôi. Màn là hình là AMOLED luôn. Có vân tay nằm trong màn hình. Đây. Tần số quét màn hình là 120Hz. Đó. RAM 828GB. 2 SIM nha. Pin là 4500.
Oppo A92 RAM 828 GB. Con này em đang đánh giá là 2,6 triệu. Oppo A92 2,6 triệu. RAM là 8 GB. Bộ nhớ là 128 GB. Chip Snapdragon đó là 665 nha. 2,6 triệu. Samsung A22 RAM 628 GB. Đó. Pin 5000. RAM 628 GB mọi người. Màn hình là 90Hz nha. 2,750 triệu. Cái con này báo giá thôi nha mọi người. Samsung A13 RAM 628 GB cũng là bản 2 SIM luôn, giống con nãy. Mà con này RAM 628 GB. Máy đẹp không mọi người? 2,9 triệu nha, 2 SIM chính hãng, pin 5000. Samsung M21 RAM 464 GB. Đây M21. Mấy con này màn hình AMOLED mọi người. Màn hình là AMOLED nha. Pin con này là 6000. 2 SIM. RAM 464 GB, 2,2 triệu. Được viên pin là 6000. Samsung A12 RAM 428 GB, 2,050 triệu. Cũng là 2 SIM chính hãng luôn. Đây. Pin là 5000 nha. RAM 428 GB. Em có màu xanh nữa mọi người. Đây màu xanh nè. Còn đây sẽ là RAM 628 GB. Em bán là 2,4 triệu nha. RAM 628 GB là 2,4 triệu. Samsung A72 RAM 256 GB, 4,650 triệu mọi người. Màn hình là 90Hz nha. 2 SIM. Pin cũng là 5000 luôn. Đó. RAM 8GB. Bộ nhớ là 256 GB. Màn hình 90Hz, 4,650 triệu. Máy thì còn rất là đẹp mọi người. Samsung A14 nha. Con này còn bảo hành rất là dài luôn. RAM 628 GB, 3,3 triệu. Này, 2 SIM. RAM 628 GB, pin 5000, 3,3 triệu nha. Oppo A92 hả? Đây A92 là em có A92 không, có A95. À 95 đây đây đây. Oppo A92 và A95 nè. 2,6 triệu và 3,4 triệu. Nãy giờ quanh quay con Oppo A95 rồi. RAM 828 GB nha. Con này cũng là màn hình AMOLED luôn mọi người. RAM 8 128 GB. Chip Snapdragon đó là 665. Màn hình AMOLED mọi người, 3,4 triệu. Bên em bán thì bảo hành cho người là 3 tháng 1 đổi 1 nha. 3 tháng 1 đổi 1 thì lỗi là lỗi, không sửa máy mọi người. Đó, mọi người lưu ý giúp em. Bên em không có hành gây nước cứng đớm vào màn hình nha. Có sao báo vậy mọi người. Đây, RAM 828 GB, 2,6 triệu. Cũng là Samsung A04 luôn, RAM 464 GB, 2,250 triệu. Đây là con Samsung A50 nha. A50 màn AMOLED có vân tay trong màn, pin 4000, 1,9 triệu. Oppo A77s mọi người, RAM 828 GB. Em bán là 3,850 triệu. Em bán mà 3,8 triệu nó nhầm. RAM 828 GB. Con này chip Snapdragon đó là 680. Màn hình 90Hz nha. Pin 5000. 3,8 triệu. Máy rất là đẹp luôn. LG Vivo 50S 2,850 triệu mọi người. Con này RAM 8 256 GB nha. Chạy chip Snapdragon đó là 855. RAM 8 nha. Mọi người không, 7,7 là RAM 8 nha. Bộ nhớ là 256 GB. Tổng 256 GB. 2,850 triệu. Redmi Note 11 Pro. Em nói nhầm, Redmi Note 10 Pro nha. 3,5 triệu. Con này màn hình 120Hz mọi người. Và màn hình là AMOLED luôn. Đó. Đây. RAM 8GB. Bộ nhớ là 128GB. Màn hình AMOLED.
AMOLED có dương tay cho màn hình luôn. Em nói nhầm, có từ số bắt màn hình 120Hz luôn, 3,5 triệu. Redmi Note 12 RAM 428GB 3,050 triệu. RAM 428GB màn AMOLED nha. AMOLED luôn. 3,050 triệu. Realme C5. Ồ, con này 35 chứ. Realme C35 mọi người. Này, RAM 4. Bộ nhớ sẽ là 64GB. Em bán là 2,4 triệu. 2,4 triệu nha. Realme C17 RAM 628GB. Cũng là 2,4 triệu luôn. RAM 628GB nha. Samsung quan tâm mới hả? Này Samsung A325G mà bản hàng 1 SIM mọi người, 2,8 triệu nha. Hot pin nè. À đây con này Realme 7 em có được 2 con. Con này màn hình 90 hẹp mọi người. Realme 7. Đây, RAM 8GB. Bộ nhớ là 128GB, chip Helio G95 nha. Có tần số quét màn hình là 90Hz. 2,650 triệu. 2,650 triệu, em có được 2 con, 2 màu. Máy thì quá đẹp. 2,650 triệu. Oppo Reno 2F RAM 828GB người. Con này cam ga hộp hò nha. Đây, màn hình là AMOLED luôn mọi người. Đó, có dương tay trong màn hình luôn. Có cam bóp gọng luôn. RAM 828GB 2,550,000. Đây sẽ vô cho mọi người xem. RAM 8 nè, bộ nhớ là 128GB, màn AMOLED nha. Nói chung viền màn hình hơi dày. Đó. 2,550 triệu. Ok. Bên em bán thì có hỗ trợ tiền gốc không, gần ngày trước nha. Đây mọi người lưu ý nha, cái này ngày nào bên em cũng báo mọi người. Mọi người lưu ý giúp em. Bên em thì chỉ giao dịch một số tài khoản ngân hàng, chủ tài khoản là Hà Quốc Minh, Vietcombank 97168 5 con số 9 người. Mọi số tài khoản khác đều là lừa đảo nha. Đó. Thời gian làm việc từ 9 giờ sáng đến 8 giờ tối. Số điện thoại là 077 469 683, 0703 747 4. Và 06 con số 8 74 người. Bên em bán hàng có ship hàng toàn quốc nè, và cho kiểm tra hàng trước thanh toán. Bên em sẽ bảo hành cho người á là 3 tháng 1 đổi 1. Không bảo hành gây nước cứng đớm màn hình. Và có hỗ trợ trả góp không cần trả trước. Trả góp thì mọi người phải đến cửa hàng. Không làm hồ sơ dấu online được. Ship code thì có cọc mọi người. Máy dưới 5 triệu cọc 300. Máy trên 5 triệu sẽ cọc 500. Máy trên 10 triệu sẽ cọc trên một, sẽ cọc 1 triệu mọi người. Và bên em không yêu cầu chuyển khoản đủ nha, hoặc chuyển khoản nửa tiền, đúng số tiền đó mọi người cọc thôi người. Có ai nhắn tin mà chuyển khoản vậy là lừa đảo hết người. Đó, đúng số tiền đó cọc thôi. Trả góp online cũng là lừa đảo luôn. Đó. Rồi, cần thì cứ liên hệ nha mọi người. Em cảm ơn mọi người nha. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ người. Bye bye.